thay đổi một tí trông cho nó mới mới không nhỉ? Không cứ thế đéo nào ấy. Ừ. Cảm ơn Dũng nhá. Ơ anh mà, chào em nhá. Có à? Mẹ có vậy đấy, đổi kiểu gì cho nó hợp lý nhá. Thực ra nhìn tổng quát thì nó cũng được, nhưng mà hay là tại vì mình nhìn lâu quá nên là mình thấy nó bị nhàm nhàm chán chán nhá. Cảm ơn Phú nhá. Xem cái nào thật bùng nổ. Ơ kìa, mẹ sao lại có ông chửi tôi là thằng nhà quê nhỉ? Ờ, mẹ nhà quê nhưng mà tôi xây được nhà rồi đấy. Nhà quê không? Em mua được xe rồi đấy. Nhà quê không? Đồ ghen tị. Đồ gato. Cảm ơn Sĩ Lâm nhá. Nhảy bài đi anh ạ. À không, thôi. Đùa thế thôi, mẹ. Ghét. Kiểu có nhiều ông kiểu không biết làm gì ấy, cứ chọc bực thực sự. Cái gì vậy? Còn 3 chấm nhá. Vừa coi mã siêu oánh bít kinh vãi đài anh ạ. Ừ, thằng đấy thì đồng kinh rồi. Thằng đấy thì khủng khiếp rồi. Comment lắm, comment là tại vì tôi
Tối hôm qua tôi nằm tôi nghĩ là tôi vừa tính ra một cái phương án để có thể lấy cam mọi người. Từ từ để tôi vào tôi thử. Khôi ơi, Khôi ơi, Khôi, Khôi, Vâng, em đây. mày bật cho anh cái cam của mày lên xem cái nào. Bật cam của em á. Bật cái cam lên để anh thử lấy cái cam đấy về anh add vào stream anh xem được không. Thì ao làng của mình sắp tới là kiểu đến lượt thằng nào đá đi, anh sẽ lấy cam của thằng đấy vào. Hợp lý đấy, anh thấy là có vẻ ổn đấy. Để làm gì hả anh? Thì để đá ao làng, bây giờ thằng nào đá thì anh sẽ áp cam thằng đấy lên. Hợp lý Đúng đúng không? đúng anh, đúng đúng, hợp lý. Cái đấy là hợp Xin lý của nhất rồi anh. còn đéo nữa. Tách ra, bây giờ đéo biết tách ra kiểu đéo. Thì có pot up riêng từng thằng được không nhỉ? Hình như là được cái sao ấy. Pop out ấy. Pop out. Được. Đéo được, nó lại chung em ạ. Thế nó mới khó nhỉ. Nói chung là nó sẽ phải bị chung đấy anh ạ. Tại bên em thấy bên 500 Road người ta cũng làm nó vẫn bị chung như thế mà. Thế ở đây nó chỉ được như này thôi, như này cũng được mà nhỉ. Vâng, thì tuy nhiên em thấy như này cũng được mà. Ok, nó tắt cụ đi rồi. Đi. Hay đấy, hợp lý. Uầy, thế bây giờ kiểu ví dụ anh em mình ở bắn PUBG ấy, mẹ cũng ắt cam để cho mỗi đứa. cam để cam lên một góc kiểu thế. Cho mỗi thằng một cái anh game anh này đấy. anh chỉnh được mà dọc ngang anh nào anh chỉnh được. Tạm được, hợp lý đấy, cũng hợp lý đấy. Window capture. Bỏ cái này đi này. Chuyển sang màn này xem. Đéo chỉnh thứ tự được ấy, chỉnh thứ tự được tôi đã chỉnh rồi. Thứ tự nó sẽ theo kiểu dạng như tên người đặt anh ạ. Nó lại Đúng không? còn buồn cười cái là mỗi cái Discord nó lại một cái thứ tự khác nhau cơ. Ví dụ mình sẽ đặt tên là ví dụ như anh muốn em đầu tiên đúng không thì em sẽ đặt tên theo số thứ tự thôi. Thì chịu khó mình sửa cái tên ở trong cái phòng Discord đấy phát là xong mà. Ví dụ anh muốn là anh Khôi lên trên đúng không? Thì bây giờ em sửa tên của em thử xem nhá.
Ừ, đổi tên là được. Đổi 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 tên nào. Em chỉ cần đổi cái chữ em sau chữ hiển thị, em sẽ L là Quy đi. Để chữ Quang đi. Đúng Đấy, đúng không? đúng đúng Đấy, đúng. mình Hợp lý rồi. vãi đái luôn. Đấy. Còn 3 Tao chấm dễ nhá ông mà. em. Ừ. Tao easy mà. Đấy, anh thấy không? Em đổi lên này. Đấy. Nhưng mà nó Ờ, vẫn bấm vào cứ đâu để đổi kiểu đây? nó vẫn cứ bị dính dính Anh với nhau nhỉ? chuột phải vào cái tên của anh ở trong Discord ấy, xong trên nickname là được. Đúng 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 đúng. Thì cái tên của anh ở những cái Discord khác nó vẫn giữ như thế, nó chỉ thay trong cái phòng này thôi, trong cái Discord Đi còn khạc. này thôi. hay đấy, hay đấy. Được, được, được. Hợp lý, hợp lý. Ui, trong giải đấu nó căng thẳng thế nhở? Wow, Để như cái này này đấy. kiểu đến lúc bắn xếp rồi nhở, anh em mình cũng để đủ mẹ mày 5 cái cam một bên luôn. Hai cam giống ghép đôi quá. Cũng giống. Chào bạn Quang. Xin chào bạn Khôi. Mình là Khôi nhé. Mình là Quang, mình đến từ Hà Nam, năm nay 27 tuổi. Ui, bạn kém mình 3 tuổi lận, mình 30 rồi. Ôi thế hả? Cậu đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? À không, anh chứ, anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Mình mới yêu được có 3 người thôi, thế còn Quang thì sao? Léo dám kể nữa luôn. Cười bạn luôn đấy. Ủa, cũng được đấy anh ạ, làm ghép đôi các thứ cũng được. Từ từ tao đang tính làm sao tách được hai cái cam này ra nữa nhỉ, thì nó sẽ hợp lý đấy. Tại vì để như này nó sẽ che mất cái này. Bình thường người ta xem giải, người ta có bao giờ xem cái radar ở bên dưới của FIFA Online không nhỉ? Không ấy, anh ạ. Ít á. Ít à? Ít Nhưng thì mà che như này là hợp lý này, che phát luôn này. Đấy, sẽ để như này luôn này, hoặc là để giữa này thì hơi vướng nha. Để đây là hợp lý nhất đấy. Đấy, tầm đèn như chiếu này. sáng Xong cam rồi mình sẽ bé bé như thế này. rồi sáng chưa Đấy, sáng vậy nó sẽ như này. Xong đá FIFA ở giữa, nó sẽ hợp lý. được anh ạ. Mỗi cam là một cáp á. Cũng hợp lý đấy. Từ từ bây giờ tôi add thêm một cái cáp nữa xem. Không được, anh đâu có cắt được cái cam đấy đâu. Được. Anh thì anh phải phóng to cái đấy đúng không? Được, được, được. Đây, 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 đây. Xong rồi anh cắt đúng không? Thôi anh để Đây. chung một cam này là được. Ừ đấy. Một cái. À, ta Xoay. phóng to thu nhỏ được mà đúng Hợp lý vãi đái luôn thề. không? Đấy, thích để kiểu gì thì để luôn. Ui, ao làng chúng ta lại lên một tầm cao mới rồi các bạn ơi. Bây giờ nhá, anh nhìn em biểu diễn này. Đấy, chúng Được mày cũng chưa? đéo Được cần phải chưa? đổi tên nữa, tại tao tự sắp xếp được rồi. Ui, Đấy. ui, à, anh nhìn em Ra này. Rồi, em biến đổi vị trí Kìa, mẹ mà tao vừa mới đổi lại xong. Từ từ đã, mẹ mà mà. tao đổi lại đã. Đây thì em đổi lại tên anh Đéo đừng ơi. đổi nữa, mẹ mình vừa lộn lại rồi. Đây, 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 em đổi lại mặc định này. Đấy, em biến đổi vị trí. Thế lại phải đổi lại lần nữa. Đấy, biết ngay mà. Được mà, được mà. Từ từ nhá, bây giờ kiếm thêm thằng nữa, ví dụ anh em bắn PUBG chẳng hạn. Đấy. Đây thằng bông mai kìa, bật cam lên. À đang stream. Phát được rồi, bật cam lên phát. Rồi. Bật làm gì anh? Bật để test. Test, đợi em mặc áo Được, đi. vãi đái luôn. Ui, này bạn set go căng thẳng lắm nhỉ. Bạn CEO bây giờ tính làm sao để được 5 cái cam cho tất cả mọi người đều nhìn được mặt của mọi người luôn đấy. Ui, cái này hay vãi lìn không ạ? Hợp lý vậy đấy. Thì để hai thằng hai bên, ba thằng một bên, tức là hai thằng một bên, ba thằng một bên là được anh Từ ạ. từ để ta xem ta có đảo hình thằng này lại được không. Form. Ôi rồi. Ui, đẹp luôn em ơi. Chuẩn vậy đấy. Cảm ơn nở nhá. Chuyên nghiệp vậy. Không được nở ơi, xem phim chung kiểu này nó bị kiểu nó bị che hết nội dung Nó bị phim. che mẹ phim Ê, để ngày mai anh vẽ cho một cái kiểu khung cam ở đấy, anh em luôn. mình chơi game chung. Bây giờ anh chỉ đơn đơn giản là anh kiểu anh thiết kế một cái khung, xong rồi anh cáp hết tất cả kích thước mấy cái cửa sổ window capture vào đấy, xong rồi anh đặt là số window 1, capture 1, capture 2, capture 3, capture 4, capture 5 đấy. Thì xong rồi là đến lúc mà anh muốn cáp thằng nào vào anh chỉ cáp 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 phát thế là xong, anh đỡ bị mất thời gian. Đúng. Anh hiểu ý em không? Anh làm thành một Đúng. cái khung luôn, xong rồi lúc anh cáp phát là có 5 cái cáp đấy rồi, anh cáp phát 5 thằng ấy vào phát là xong. Đỡ mất thời gian chỉnh sửa.
Ủa. Mà nó ăn luôn một cái khung đấy. Bây giờ buổi tối mà có game gì anh em mình chơi chung ấy nhở? Mạng cứ bắn hết cam lên đây rồi ngồi chơi nó hợp lý vậy đấy. Anh biết chơi gì không? Chơi cái trò Buren Blade anh chơi chém nhau ấy. Được. Hoặc là ma sói cũng được. Ờ, ma sói cũng được. Ma sói cũng hợp lý. Không, ma sói mẹ mà đến lúc chơi kiểu mẹ mới biết thằng nào đang bấm bấm bấm, đến lượt thằng nào đang chọn chọn là chết đấy, bị lộ đấy. Chưa baby mơ nhà nhú. Phát mặc áo bật cam lên nó đủ 4 cam nào. Ok. Tưởng xong rồi. Anh em mình còn nên mẹ mà test thử. Đấy, mẹ bật cam lên cái bị lệch mẹ luôn rồi. Bực thế nhở? Ừ. Đấy, cái câu chuyện nó sẽ là như thế đấy. Thì là bây giờ nhá, ví dụ như thế đúng không? Thì anh sẽ phải có những cái tùy chọn. Nói chung anh xác định sẵn rồi, anh sẽ lập trình sẵn. Ví dụ FIFA hai ao làng 1v1 là anh phải làm cái khung của FIFA ao làng 1v1 đúng không? Cái overlay riêng. Xong rồi ví dụ PUBG là 4 hoặc là 5 thì anh phải làm một cái overlay riêng luôn. CS:GO cũng thế, mỗi game anh phải làm một cái overlay riêng. Không, bây giờ nếu như mà đơn giản nhất ấy thì chỉ có không làm được kiểu đấy đâu. Bây giờ chỉ có là cứ mỗi lần nào bắn là xác định là có bao nhiêu thằng là bật cam lên xong rồi ta cắt lại khung, rồi cắt khung mình nhanh mà. Thì cũng được. Tùy thôi. Đây từ từ nhá, mày ở yên đấy, tao cắt lại khung của bọn này cả, lệch cũ nó hết rồi. Uầy, cứ một người bật lên là lệch, một người bật lên là lệch. Như vậy là phải bật cùng nhau anh ạ, bật cùng nhau luôn. Chỉ một lần thôi. Bây giờ nhá, bốn anh em mình bắn thử trận PUBG xem như nào. được. Bật đi lại hủy diệt sai liền. Từ từ để tao cắt lại đã. Update game chưa? Em update rồi. Nhưng mà trong quá trình bắn là đừng thằng nào tắt cam ấy nhá. Tắt cam là bị lệch hết của tao đi luôn đấy. Ok. Xong rồi đừng bảo thằng nào vào phòng lại bật thêm cam là ăn cứt đấy. Vào thấy vui không? Bật mà thấy anh em đang sâu cam kiểu cũng bật lên cho vui là ăn cứt. Thế nhỉ? Cảm ơn Hưng nhá. Ba cái này. Đấy, lại thêm thằng vào, mẹ nó sắp vui vui nó bật cam vẫn là ăn cứt tao luôn đấy. Onip anh ạ. Alo. 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 Mọi người đang làm gì đấy? Đang tao đang làm lễ hội. Mẹ set up stream. Đừng bật cam ngày hội đánh vòm. Ok. Đang live stream à? Anh Độ đang live stream à? Đừng bật cam nhé Pino nhé. Em đang lương nhá. Mặc mỗi quần xịp anh. Ai hỏi đúng không mày khai đấy. Đâu chúng mày vào PUBG để bắn thử một trận tao xem nào. Ok anh. Tôi test cái nha các bạn nhá.